Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với video của mình nha. Ok, hôm nay chúng ta lại tiếp tục hành trình đua lên kinh nha mọi người. Ok, để mình chút để mình chỉnh lại cái nhạc nó nhỏ xí. Ok, để xem hôm nay làm nhiệm vụ gì nào. Tới 10 lúa được này. Harvest 35 common meal 35 thì hơi chua nha, nhưng mà vẫn ok. 10 nấm đen được nè, 10 gừng được. Ồ quên, 8 gừng được nè, 3 gừng. Ok, water khoai cúc là không được nè. Xeo 5 sum đầy nè. Xeo 5 sum đầy, ok được nè. Gà chắc chắn là gà là không được nha, mình sẽ đổi hết gà luôn. Ok, 3 gà được, hoa 2 hoa trắng được. Ok, tơm tơm 1 2 3 5 hoa hồng trắng. Ok, hoa hồng trắng đúng không, mình có cái chứ. Ok, sell 2 hoa hồng trắng. Sell 3 gừng. Tưới 8 gừng. Ok, gừng mình có nha. Sell 3 gừng, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Giờ cứ vào thu hoạch bò nha mọi người. 35 35 mil. Nói chung thì mình ok đấy, nhưng mà không biết có được hay không. 1 mil này, 2 này, 3. Rồi xong xong. Sao mà định đổi không like đi trời. Bao nhiêu? 15. Ôi căng nhưng mà. Mấy đứa này nó làm sáng nó chơi tôi nó làm thì mình chạy nói gì nó được. Ý là tối mới khuya mới làm, sáng dậy mới ngồi chơi một xí thì đâu ai nói mới được. Ba ok, cái tỷ lệ là tỷ lệ đánh cược cho mọi người khó lắm. Ba sáu 36. Ok, giờ là mình sẽ đi vô trong rừng nha. Ok, let's go. 660.000. Bán hết đống này chắc cũng được 1 triệu đó. 1 triệu mi. Chụp làm cái hình up Facebook liền. Nó lại quá hợp lý luôn. Ok, từ hôm nay là thứ ba đúng không, thứ ba hình như là không có rìu. 46. Ok, water 10 lúa, mình sẽ mua 5 lúa này.
Ok, đào lỗ trước đó. 5 với 4 là 9. 1 ok, sau 3 gạo 1, 2, 3 3 gạo có 3 luôn. Sau 3 gạo nè, chặt rừng. Ok, mình sẽ đi bán từng cái một nha. Bị tê tay nha mọi người. Ok. Mình coi bên kia xem hôm nay ông kia bán là bán đồ gì nha. Let's go.
mình sẽ mua 36 bô, 36 tự ăn cho bò nhé. Ok, bây giờ mình sẽ đi hái nấm này. Đây, hái nấm đen này này. 10 nấm đen. 10 nấm đen có vẻ hơi chua nha mọi người. 10 nấm đen là phải cả hai bên á, bên này có được không ta? Từ từ mình check bên này phát. Ok, không có. Nếu mà shipping kia không đủ là mình sẽ đi qua góc trong này lại. Ok, nhưng mà mình tự tin là bên kia mới đủ 10 nấm đen nha. Chơi. Gọi con ra gan đấy hả? Con nó khỏe vậy. Mà thường đi top ít khi cái tay dài là số tay ngắn. Tại mấy thằng ok. Ok, hôm nay là đuổi búa đồng nha. Búa đồng thì mình không có. Ok, mình có ác khác cho bọn ăn thôi. Ok. Trước sau thì nó cũng ấy thôi. Ok, mình cho bò ăn nha mọi người.
Ok, mình qua ác này nhá. Ok, mình sẽ qua ác này trước. Nhưng mà khi mình xem thì nó là không được nè. Đâu, kể cái mô đồ kia lên trước. Phải up lên trước mới được up video. Anh Văn thấy được chứ, anh mở video lên không thấy được. Đầu tiên mình qua xem đồng bò đã up lên nhiều mọi người. Sáu phút. Không, đó là mình nhìn trước cái lá không? Nhưng mà sang đến bên này là không cả cả không cả phải cả đi đi. Không sao đâu. Sao đẹp không anh trọng? Ok, mình sẽ tưới ổ này nha mọi người. Từ, mình bị cái quạt này. Cố lên xin nữa. Đồ kéo lắm đấy. Lời lâu lại gửi cho mọi người tự quay em. Ok. Mình còn nhiều chân lắm, mình còn nhiều chân mà chưa thu hoạch cơ. Nên cứ đi thu hoạch hoài thôi. Đây là em quay đúng cái form cho anh là được. Xong rồi em gửi cho mọi người tự quay. Tại vì mọi người muốn úp lên mọi người phải quay trước mới úp lên được. Đây. Đây nên gửi cho thằng Đoàn này. Theo nó tiếp từng này là nhất có thể đấy. Rồi kéo được khó lắm. Cái này là cam trước hay cam sau? Cam trước đấy. Cam trước là sống quay thì sẽ làm thôi. Trừ anh đây là cái hẳn thì. Ý là phải giữ một hồi đúng không? Ừ, quay những đứa xong thì sẽ là trừ hẳn thì ngược. Có lỗi lý diệt. Không, tùy cam em. Nếu mà em để cam trước là nó bị ngược à? Em để cam trước đó, cam trước hẳn ngược. À, dưới cam sau bị ngược rồi. Để suy để hỏi bên kia đã nhé. Một vài phút được rồi. Ờ, ví dụ như mọi người có thể kéo dài thêm suy ở đầu video á. Thì ở lúc đầu kêu là nên ví dụ như là mình chơi sau từ video mình đọc nữa, ví dụ mình chơi game này từ hồi tháng trước rồi đó. Tâm sự này nào các kiểu vô. Đó, giờ team mình, tức là giờ team mình thêm vài câu nè. Giờ team mình cũng chuyển sang đến hết rồi. Giờ mình chơi FT một mình thì cũng buồn lắm. Nên giờ mình chắc mình cũng đi theo mọi người thôi. Đó. Mong mọi người vẫn tiếp tục theo dõi mình đồ nữa. Đó, ủng hộ mình đó. Đó, thêm được cũng được 30 giây rồi kìa. Gì đó, coi gì đó. Quá mỏi, quá kỳ dễ rồi.
đúng không? Rồi nha, giờ mình sẽ đi tưới, mình sẽ gieo luôn. Chứ nhiều quá rồi. Trời ơi, chắc mình nghĩ chắc là mình phải thu hoạch thêm, gieo thêm 2 đợt nữa mới hết. Đóng trên này quá trời luôn á, nhiều quá. Ok, nhớ, baby. Anh gửi rồi. Hoàng chứ ít mail mà đúng không? Chứ ít mail chắc mai. TFT với Liên Minh Huyền Thoại nó cũng từ từ nhau mà ta. Ok rồi Hoàng. Mọi người cố gắng thêm tầm phút rưỡi ấy. Nói lan man xí. Ok, để anh gửi cho mọi người cho. Ngân này. Ngân. Có mấy đứa thôi. Gửi cho nhóm đi. Không. Ê!
Sang là có 3 kênh cơ. Sang có 1 kênh này. Để anh gửi từng đứa một cho. Để note kênh. Sang này. Sang là 1 kênh. 1 kênh. Sang đâu rồi? Huỳnh Nguyễn Trọng nha. Huỳnh Nguyễn Trọng quay clip như hình đổi hình. Thằng anh đang chạy farm à? Hoàng Ngọc Hoàng một kênh Ok mọi người chờ mình chút nha để mình cắn trứng nha. Không. Cắn cái đề trứng nha mọi người. Em cho thằng Thình quay đi để nó úp video luôn kìa. Ok mình đi tưới nha mọi người. Quay mình đi gieo chứ. Mình đi gieo rồi mình sẽ tưới sau nhé. Hoàng Lai à? Vô game chưa? Cho mọi người triển khai đi chứ, mọi người nhìn kênh được kìa. Có một kênh. Có. Lúc quay thì báo một tiếng để cho mọi người trong trong tim im lặng hết. Một kênh. Ok mình vào trong kia mình mua ít trứng nha mọi người. Ngân ba.
sang hoàng một. Chết mèo. Em đi mấy cái mà đạn đạn đổi nội dung mà được ắt mèo á thì làm trước. Tại vì phải úp một phải úp cái video, phải úp cái video đổi nội dung lên trước. Không mua trứng đời không nể. Ok baby. Ra mình tưới hai ô vườn nó nha mọi người. Xong rồi thì bơm này đập trái cây tiếp. Cây còn nhiều lắm. Thôi một đến hai phút thôi mà gửi cho mọi người cái form này. Ê để gửi cho luôn này. Ok mình tưới hai ô này xong sẽ vô chặt cây là vừa đẹp lắm mọi người.
Cầm cầm được á. Góc của nó là đất đường chính lý đó. Thế là video có thật trong đó là cái gì? Bên ngoài à? Quá. Từ từ nha, đến từ như Hoàng á đúng không? Hát hò hả? Không, limit em coi cái cờ thôi, coi cờ thôi. Ok nha, mình làm xong nhiệm vụ nè.
Dĩ mình nồi chung nhạy cảm đó nghe. Đấy, ở dưới mà. Tao lên video chính người cao mình nghe. Xong rồi nha, giờ mình coi nè, bò còn 20 phút này. Ok, mình quá khát nha. Quá khát xem có gì không. Ok, mình có thêm dòng chữ mới nha, cho nó đẹp. Ok, vô nè. Giót này cho bò ăn nha mọi người. Tích kịch thì mình làm còn thu hoạch lúa thôi. Ok, mình cứ vô cho bạn trước nha.
Ok. 246. 246, ok. Mình tiếp tục nha mọi người. Đấy, xong nhiệm vụ này. Đó, hai vé. Được thêm hai em bò nữa nha mọi người. 4 8 8 với 12 là 8 với 12 là 20. 20 là 60. Một lần cho về 60 cỏ nha. Let's go. Let's go. Ok, mình bán nha, mình bán bớt đi rồi chứ giờ mình không thu hồi gì thêm. Đấy. Ok. Hai bò.
Đầu tiên mình sẽ mua hai con bò trước. 2 1 60 nha. 60 chính là 120 đó. 120 là 2001 là được 2 miếng thịt. Ok. Ta cho vào ăn thôi nào. Let's go. Tiếng nhạc hơi to nha. Ở chỗ mình đang có mua lên nha mọi người. Ok, để mình chuyển vị trí nè. Thiếu mua lên rất là to. Hai bốn sáu ok, còn bên kia nhé mọi người. Ok, cho bò ăn nha. Đây mình mua mì. Nãy mình cũng quên hỏi, mình quên coi xem là nâng lên 4 năm là cần cái chi, quên tiêu. Ok. Mình vào trong kia mình xem là nâng lên hiện tại đang bỏ 4 đúng không ta? 1 3 bỏ 3 mà hiện tại đang bỏ 3 nha mọi người. Để mình vào xem nâng lên bỏ 4 thì mới coi như gỗ đá với là vé nha mọi người. 450 chắc tầm 600 đó, 600 chắc tầm 2 ngày. 600 không biết 2 ngày không ta. Không để ý nữa, không biết khách tâm có được 2 ngày không. Đấy mọi người có nghe tiếng nước suối chảy không? Go. Ok nha mọi người. Đây là chuồng bò level 5 này.
12 con 6 7 8 9 10 ok. Chúng này đang ở level 3 nha, 38 con. Lên level 4 á thì mất 600 đá với lại 750 gỗ. 750 rồi mất 3 ngày nha. Ừ, 750 trong mất 3 ngày đó mọi người. 750 mà nói mất 2 ngày không được, phải tầm 3 ngày mới được. Ok, 3 ngày sau. 3 ngày sau xem mình up lên nha. Ok, giờ mình sẽ có mình đắt khác để cho bò ăn tiếp nha mọi người. Ok, nhà hơi to nha. Ok, mình ok. Rồi, không được rồi mọi người. Không được ý là không được cái này đâu. Ok. Ok, mình vào tưới cây lấy nhiệm vụ thôi nha. Chứ cũng không có được nha. Dưa hấu à. Lúa. Ok. Mày đưa đó. Rồi ok, chuyển rồi nha. Ba đứa đúng không? Ba đứa rồi á. Ba đứa 30 kìa. Sơn nó kìa. Ok ok. Đang mở cái in game. In game à? Tôi sang sạc in game nữa. Không biết nên. Ê, từ chờ. In game cho anh. Thì gửi này rồi, tí chắc đi nhắm in game xong rồi. Đây này. Mấy đứa tự nhập in game vào này. Game vào ba đứa đó. Ba
ấy, hay cọc á. Cọc quá. Đại nghe. Bạn thấy cái em không tự tưởng. Thì này là đầu giờ anh chạy chị cố bi mà. Ừ à. Không chịu đi ke cho con tưởng biết ke. Không phải đủ đâu mà. Nên là không có bị ke thì ok. Thôi mình cũng xin kết thúc video đây nha mọi người. Hẹn mọi người vào những video theo của mình nha. Bye bye mọi người. Chào mọi người nha. Ok, bye mọi người.